Thời tiết của chúng ta đã bắt đầu chuyển vào thu đông. Vậy thì khi mà chúng ta sang với cái thời tiết nó hơi lạnh một chút của ngoài miền Bắc thì chúng ta sẽ cần trang điểm như thế nào để có một cái lớp nền nó thật là cảm giác nó vẫn ngập nước và nó không bị khô mốc, thì mọi người hãy cùng để ý cái video này của Trang nhé. Đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cấp ẩm thật là tốt cho bất kỳ một cái loại da nào mọi người nhé. Sau đấy thì hãy làm sạch cái phần lông mày như Trang đang làm. Thì mọi người có thể dùng những cái dao mà có chuối ấy, thì nó sẽ cảm giác đỡ ghê hơn là Trang dùng cái dao lam như này. Và sau đó thì cái bước này nó sẽ chuyên nghiệp hơn một chút. Thì mọi người cũng thấy là gần đây Trang dùng rất là nhiều. Và nếu như da của bạn nào không đều màu, ví dụ như là quầng thâm mắt này nó bị thâm quá, khóe mũi, khóe miệng, những cái vùng da nó không đều màu, nó rất là rõ rệt, thì mọi người có thể sắm thêm cái sản phẩm triệt sắc như này mọi người nhé. Mọi người có thể dùng tay này và mọi người sẽ dặn vào những cái vị trí như quầng thâm ở mắt này, mụn đỏ hay là những cái vết tàn nhang hay là nám ở trên da thì mọi người dùng cái sản phẩm này mọi người nhé. Và ở đây thì Trang sẽ đang dùng một cái sản phẩm đó là phấn nước. Thì khi mà chúng ta dùng phấn nước thì nó sẽ có nhiều độ ẩm hơn, vì ở trong này thì nó sẽ có tổng hợp là nó vẫn có dưỡng này, có kem lót và có kem nền rồi. Thì đây cũng là một cái sản phẩm nó khá là nhanh, tiện lợi và nó có nhiều độ ẩm. Và nhớ là chúng ta sẽ dặn nén chặt như này mọi người nhé. Mọi người có thể làm ẩm cái mút ở trong cái hộp cushion. Sau đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ đến với phần kem che khuyết điểm thông thường, đó là cái loại dạng lỏng. Thì mọi người lại đánh lại những cái vị trí quầng thâm ở mắt này, khóe mũi, khóe miệng, thậm chí là chúng ta có thể cho vào vùng chữ T để cho cái vùng chữ T nó được sáng hơn mọi người nhé. Khi mà chúng ta sang cái mùa lạnh ấy, thì mọi người nên dùng cái mút ẩm. Dùng mút ẩm thì nó sẽ đạt được một cái hiệu quả tốt hơn. Và bây giờ sẽ là cái phần quan trọng này. Khi mà sang mùa thu đông ấy, thì Trang rất hay dùng đó là má hồng dạng kem. Và đợt này thì BI vừa mới ra 5 cái màu má hồng dạng kem rất là đẹp. Đó là nó tên là Downy Check. Và cái sản phẩm này khi mà mọi người nhìn này, Trang test lên tay ấy, và khi mà Trang xoa mọi người sẽ thấy đây là màu số 2, ban nãy là màu 1. Thì cái chất kem nó rất là mềm, nó rất là dễ tan luôn mọi người ạ. Và khi mà Trang dặm lên tay ấy, thì mọi người sẽ thấy này, nó bám, độ bám rất là tốt và nó rất dễ tan, chứ nó không phải là kiểu nó bị đặc quá. Nếu như cái sản phẩm má hồng dạng kem mà nó bị khô quá thì khi mà chúng ta tán trên da nó sẽ rất là khó tán, và nó sẽ kiểu, nếu nó không có độ ẩm cao nhiều như này thì nó sẽ bị khô ở trên mặt ý. Thì bây giờ Trang sẽ thử đánh cái màu này là màu số 3 mọi người nhé. Màu đầu tiên thì màu số 1 ý, thì nó là Downy Pink, thì nó sẽ dành cho những người da trắng hơn một chút này, trắng hồng. Thì mọi người có thể dùng cái màu đấy. Màu số 2 thì nó là kiểu màu đào ấy, thì màu đào cũng dễ dùng được cho cả da ngăm hay là da trắng thì đều dùng được nhá. Và đây là màu số 3. Màu số 3 thì Trang đang dùng cho bạn mẫu ấy. Thì đây là màu apricot, kiểu gọi là màu mơ ấy. Thì cái màu này trông này, mọi người thấy là nhìn trông nó rất là tự nhiên. Và nói chung là Trang rất là thích đánh má hồng dạng kem, bởi vì khi mà chúng ta đánh má hồng dạng kem thì cảm giác da rẻ nó được hồng hào và nó được có độ ẩm cao, rất là thích luôn. Còn đây là màu số 4, thì cái màu số 4 này nó, mọi người sẽ thấy là nó là cái kiểu màu tím, hồng tím. Màu này thì sẽ dành cho những người da kiểu hơi ngăm ngăm một chút mọi người nhé. Và cuối cùng thì đấy là màu số 5. Màu số 5 này là màu kiểu màu cora ấy, thì nó sẽ hơi ngả sang cam, đậm hơn một tí thôi. Thì màu này sẽ dành được cho tất cả các màu da luôn. Đó, sau cái bước má hồng dạng kem thì đây là cái bước quan trọng nhất khi mà sang cái thời tiết se lạnh, thì Trang sẽ rất hay dùng má hồng dạng kem. Và má hồng dạng kem thì mọi người có thể dùng làm má này, dùng son và thậm chí là chúng ta sẽ dùng luôn làm màu mắt mọi người nhé. Bây giờ tiếp tục thì vẫn là cái phần kem thôi. Khi mà sang cái mùa đông ấy, thì Trang sẽ rất hay dùng những cái sản phẩm dạng kem cho cái phần nền. Vì như vậy thì nó sẽ hạn chế được cái sự mốc ấy, cakey ở trên da. Khi mà da các bạn bị quá khô thì các bạn hãy ưu tiên cho cái dạng kem nhiều hơn nhé. Trang vừa dùng đó là dạng kem tạo hối. Và bây giờ chúng ta sẽ phủ một chút phấn không màu lên toàn bộ trên gương mặt. Nhất là vùng đầu tiên thì khi mà chúng ta phủ phấn thì mọi người sẽ thấy là Trang luôn luôn tập trung vào cái vị trí vùng chữ T trước. Hay một cách khác nói, đó là cái vùng mà ban nãy chúng ta vừa che khuyết điểm ấy, thì mọi người hãy tập trung vào đấy trước nhé. Còn lại những cái vị trí xung quanh nó khô hơn một chút thì mọi người có thể cho ít thôi. Với Trang thì trong make up ấy, trang điểm tự nhiên thì Trang rất là ít khi mà dùng phấn. Nói chung là dùng phấn sẽ ít hơn là dùng kem.
Bởi vì Trang muốn có được một cái lớp nền nó thật là trong veo, thật là cảm giác nó mỏng và nó tự nhiên nhá. Đây là phần tạo khối highlight, tạo phấn. Thì cái phần này chúng ta sẽ đánh cho vùng chữ T như bình thường thôi, không có gì cả. Cái phần highlight này thì nó sẽ có cái tác dụng là nó tạo cái hiệu ứng căng bóng thêm ở trên da. Thì khi mà sang những cái mùa lạnh ấy, thì da nó hay bị tái này, cảm giác bị khô. Chính vì vậy không thể nào mà không có má hồng dạng kem hoặc là phần má hồng và highlight mọi người nhá. Giờ bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần đánh lông mày. Lông mày đối với những người mà lông mày rậm rối thì mọi người không cần phải kẻ cái gì đâu. Mọi người cứ chỗ nào mà nhạt thì mọi người sẽ tô thêm một chút cái màu lông mày vào đấy. Còn nếu không thì lông mày đậm rồi thì mọi người chỉ cần một cái mascara mọi người trải nhuộm cái phần lông là chúng ta có thể hoàn thiện xong cái phần lông mày một cách rất là tự nhiên và nhanh mọi người nhé. Bây giờ Trang bắt đầu đánh mắt này mọi người. Đánh mắt thì mọi người đầu tiên thì Trang đang bôi sáng mắt để cho màu mắt nó được bám lâu hơn. Và cái chọn màu mắt ấy, khi mà chúng ta sang cái thời tiết lạnh thì mọi người hãy chọn những cái tông màu nó ấm một chút. Tây thì có thể là tông cam, tông nâu. Và muốn trẻ trung thì chúng ta sẽ chọn những cái tông kiểu ánh hồng, hồng đào, hồng cora này. Hoặc là mọi người có thể chọn nó là 5 cái sắc màu mà giống như 5 cái màu mà hồng dạng kem ban nãy của nhà BI mọi người nhá. Thì Trang thấy khá là đẹp ấy, nên là mọi người có thể dùng luôn cái má hồng đấy và chúng ta đánh một chút lên phần mắt luôn cũng được. Còn ở đây thì Trang sẽ đánh đúng công thức đánh vào mắt, đó là tán thường này, chúng ta sẽ nhấn ở một chút ở phần đuôi, còn ở phần đầu thì nó sẽ có nhũ. Nói chung là cách đánh mắt thì nếu như ai không nhớ thì mọi người hãy lục lại tìm lại cái video mà Trang hướng dẫn, nó là cái cách hướng dẫn cái bài cách đánh mắt hai kiểu đánh mắt cơ bản ấy, dành cho cá nhân ấy. Thì mọi người sẽ tìm để học nhé, bởi vì ở đấy thì Trang dạy rất rất kỹ rồi về cái các bước làm này, rồi cái công thức là vị trí nào đánh vị trí màu nào thì Trang có nói rất là rõ ở trong cái video đấy, nhưng mọi người hãy lục lại để xem nhé và chúng ta sẽ học. Trang thì Trang hay dùng màu nâu để kẻ mắt lắm. Thì ở đây Trang đang dùng đấy là kẻ eyeliner màu nâu. Đó, thì đối với Trang thì Trang thiên về cái ứng dụng cao mà, đó là make up tự nhiên, nên là Trang sẽ dùng tông nâu. Thêm một tí nhũ này, nếu như chúng ta đi chơi buổi tối hay là chúng ta có những cái bữa tiệc mà mình là nhân vật chính thì có thể thêm một chút nhũ lấp lánh như này mọi người ạ. Và cuối cùng cho cái phần mắt ý thì chúng ta sẽ bấm mi và chút mascara là đã xong rồi đấy mọi người. Phần cuối cùng là son môi thì mọi người cũng thấy đây là son của nhà BI. Và đây là màu cam cháy mọi người nhé. Đây là màu hạ long bay, nó nằm ở trong cái 6 màu son tương đương với 6 thành phố nổi tiếng về du lịch của Việt Nam mà lần trước Trang đã review rồi. Và nếu như ai muốn tìm lại những cái màu son này để có thể xem lại màu thì mọi người có thể tìm lại cái video đấy gần đây nhất của Trang mọi người nhé. Và vậy là Trang đã make up xong cho bạn ý và làm tóc. Thì khi mà chúng ta make up như thế này thì trông nó rất là trẻ trung này, đúng với lứa tuổi. Đây là một cái tông make up mà Trang nghĩ là nó sẽ rất hợp với cái tuổi teen và nó hack tuổi rất là nhiều. Nó sẽ khiến cho các bạn trông cả da trẻ này, da rẻ thì kiểu hồng hào và nó trong veo, nó không bị già và nó cực kỳ là cái màu sắc nó rất là ấm, phù hợp với cái thời tiết hơi se lạnh một chút mọi người nhé. Và hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này của Trang. Hẹn gặp lại mọi người các video sau. Bye bye.